Ai u, lại mình đây. À, mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trả những trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Hay, Hà Nội lại lạnh rồi các bạn ạ. Sáng ngủ dậy mở cửa ra thấy trời âm u, buồn buồn lắm luôn, đã phải ở nhà không được ra ngoài rồi mà trời còn âm u tăm tối nữa hả. Nhưng thời tiết kiểu này, ngồi cạnh cửa sổ, đặt mèo lên đùi, uống tách trà nóng và đọc sách của Haruki Murakami thì còn gì bằng. Và đúng rồi đấy các bạn, tiểu thuyết gia ưa thích của mình chính là bác Haruki Murakami. À, chúc mừng bạn Yến Phạm đã trở thành người chiến thắng trong câu đố lần này. Chúc mừng, vỗ tay. À, trả bài riêng của bạn sẽ được để ở cuối video này nhé. Một số bạn thì trả lời là bác Harper, nghĩa là bác tác giả của Giết con chim nhãi. À, mình cũng rất thích chuyện này, nhưng mỗi tội là bác này bác chỉ viết đúng một tiểu thuyết duy nhất thôi, bác Lee á. Một số bạn thì lại trả lời là tên của tác giả truyện tranh, và dù câu hỏi rõ ràng là tác giả tiểu thuyết ưa thích của mình nhá. Và đây cũng là cái câu hỏi cho ngày hôm nay, đố các bạn biết đấy là truyện đầu tiên của bác Haruki Murakami mà mình đọc là gì. Rất dễ, cực kỳ dễ luôn. Câu đáp án là cực kỳ dễ luôn. Mình nghĩ là kể cả một người không phải fan trung thành của bác nhưng cũng có thể trả lời được câu này. À, nói chung ai trả câu hỏi dễ này thì thường phụ thuộc vào ai ai nhanh nhất thôi, chứ nó không còn là ai là người may mắn nữa nhá. À, và video của mình luôn ra mắt vào đúng 8:30 tối. À, mình sẽ cố gắng là ra video đều đặn mỗi ngày. Tuy nhiên là thỉnh thoảng cũng có những ngày mình mệt mỏi, mình burn out, mình vấn đề sức khỏe, vấn đề tinh thần này này nọ nọ, mình không thể ra video. Nhưng một khi đã ra video thì sẽ chỉ ra video lúc 8:30 thôi, 8:30 tối thôi. À, thế nên là cho các bạn dễ dàng canh giờ để trả lời câu hỏi. Mình nhắc lại nhá, câu hỏi là quyển sách đầu tiên, quyển truyện đầu tiên mình đọc của tác giả Haruki Murakami là gì? Cực kỳ dễ luôn. Đó. Rồi, câu trả lời hợp lệ là câu trả lời chỉ có một đáp án duy nhất, và câu trả lời nào có gồm có hai đáp án trở lên dù nó trong đấy có đáp án đúng hay không, mình sẽ ngay lập tức cho câu trả lời đấy bị loại. Và các bạn lưu ý cho mình chỉ nhận đáp án bằng tiếng Việt. Tiếng Việt có dấu nhá. Tiếng Việt có dấu và viết đúng chính tả cho mình. Đáp án tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp, tiếng Tàu gì đó không chấp nhận. Ok, được chưa nào? Sau khi các bạn trả lời xong thì bây giờ đến phần trải bài chung. Như thường lệ thì cứ đến mỗi tối chủ nhật sẽ là trải bài. Hôm nay chủ nhật đúng không các bạn? Ở nhà nhiều quên xử mất khái niệm thời gian. Hình như thế. Cứ đến mỗi tối chủ nhật thì sẽ có video về dự đoán tuần mới. Và như thường lệ lại có 3 tụ bài, hôm nay cho các bạn chọn túi đá đi. Tụ 1 là túi đá màu đỏ, tụ 2 là túi đá màu xanh và tụ 3 là túi đá màu cam. Các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút nhất ngay bởi lần nhìn đầu tiên và có thể chọn nhiều hơn một tụ. Sau khi chọn xong mình xin phép được bắt đầu vào tụ 1 luôn cho câu hỏi dự đoán tuần mới. Bắt đầu từ ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay mười mấy các bạn? 12 à? Thì ngày mai 13 cho đến 19, nói chung là từ thứ hai đến chủ nhật tuần sau, mình sẽ ghi ngày và tiêu đề sau nhá. Mình bắt đầu vào tụ 1 nhá. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn túi đựng đá màu đỏ để đâu bây giờ ta? Đây đi. Thì hôm nay trong trải bài lần này mình sẽ sử dụng 3 bộ. Bộ Lenormand chim xanh, bộ Tarot cú trắng, bộ bài mình mới mua mới nhận được hôm nay, và bộ Oracle thông điệp tình yêu đi. Thông điệp yêu bản thân ấy, nó giống yêu bản thân hơn là tình yêu đôi lứa. Hôm nay sử dụng tận 3 bộ luôn. Ok. Cả 3 bộ đều mới toe, mới toanh toành toành. Bài mới nên là trải bài sướng tay lắm các bác ạ.
Mình sẽ bốc 3 lá bài Lenormand, 3 lá bài Tarot và 2 lá bài Oracle. Thông điệp từ Inner Self. 3 lá nhá. Các bạn có Mountain. Ok. Trong tuần này chưa chị có chướng ngại vật thế này. Cảm giác như là trong tuần này các bạn có một số chướng ngại vật cần phải vượt qua. Nhưng mà bản thân các bạn cũng biết rằng sau khi vượt qua được chướng ngại vật này rồi thì kết quả nó rất tươi đẹp, nó sáng như là mặt trời luôn á. Tuy nhiên chướng ngại vật không hề dễ tí nào. Chướng ngại vật ở đây nó... Để mình trải thêm để xem nó chướng ngại vật liên quan đến cái gì. Đây là bài tarot cú trắng. Bộ phiên bản để trong hộp. Phiên bản này là phiên bản mang đi được á. Thế nên nó rất là bé, nó bé bé xinh xinh. Mình thì thích bài bé bé xinh xinh hơn. Nó cầm nó vừa tay. Và cái thứ hai là mỗi lần bốc thì sẽ được nhiều. Tức là màn hình thì nó có giới hạn. Mà bài mà to quá thì không bốc được nhiều lá. Đấy, đây cũng là bộ bài mới. Mà đã là bài mới thì xoẹt 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 xoẹt. Nghe nó sướng rụng rời. The Empress, ok. Bộ này tương đối đẹp. Nhìn nó kiểu thanh thoát á. Hai lá nữa. The High Priestess, wow. Trong tuần này sặc mùi năng lượng nữ tính luôn. The Fool. Ok, ok, ok. À, thôi trước mình sẽ đây. Trước hết là mình, đó như mình nói với các bạn là trong tuần này á, dường như có một cái chướng ngại vật nào đó mình cần phải vượt qua thì mới đạt được những thứ mà mình muốn. Ví dụ như là một số bạn nó sẽ là kiểu trong tuần này phải ra mắt gia đình người yêu. Thì bây giờ dịch có thể các bạn ra mắt online, mình không biết. Sau khi ra mắt rồi, bạn biết chắc là ra mắt rồi thì sẽ có thể cưới được con nhà người ta. Bạn biết chắc chắn một điều như vậy. Nhưng cái quá trình ra mắt nó vẫn mệt mỏi. Nó vẫn đáng sợ. Thì cái chướng ngại vật của bạn là kiểu như thế. Bạn biết đằng sau cái ngọn núi này, đằng sau cái chướng ngại vật này là kho báu, là những thứ tươi đẹp, những ngày tháng tươi đẹp, là mặt trời, là cầu vồng. Nhưng cái ngọn núi đó đâu có dễ để trèo qua đâu. Bạn biết là trèo qua thì sẽ đạt được những thứ mình muốn, nhưng để trèo qua không hề dễ tí nào. Nó rất là khó và nó cần rất rất là nhiều cái effort, cái nỗ lực của các bạn. Đây là cái thứ nhất. Đây là cái thứ nhất. Cái điều thứ hai mà mình thấy trong tuần này của các bạn á, đó là các bạn sẽ bắt đầu một thứ gì đó mới. Các bạn bắt đầu một thứ gì đó mới mà cái thứ này nó hơi mang màu sắc nữ tính. Cái thứ này nó mang năng lượng nữ tính. Có thể các bạn bắt đầu một cái đam mê, một cái sở thích mới liên quan đến thêu thùa chẳng hạn, liên quan đến nấu ăn chẳng hạn nhá. Những các hành động, mình không hề nói là nấu ăn và thêu thùa là việc của con gái, và mình nói là đó là những hành động mang năng lượng nữ tính nhiều hơn. Các bạn là nam, các bạn vẫn có thể mang năng lượng này. Các bạn là nữ theo nữ quyền, các bạn vẫn có thể mang năng lượng này, nên đừng có nhầm lẫn nhá. Nếu không đơn giản là thế này. Các bạn đơn giản là các bạn quay trở lại quá trình chăm sóc bản thân, yêu bản thân hơn. Yêu bản thân, chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác, nó cũng là những hành động mang năng lượng nữ tính nhá. Còn năng lượng nam tính là giống như một chiến binh ra ngoài và chiến đấu, bùm 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 bùm. Đấy, đấy là nam tính. Còn nữ tính là nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, nó chăm sóc người khác, nó đấy kiểu thế, chăm sóc gia đình rồi tỉ mỉ kiểu vậy. Thì trong tuần này bạn sẽ có cái năng lượng như thế, nhưng mà nó giống như kiểu bạn bắt đầu, hoặc là bạn bắt đầu một cái hành động, một cái hoặc là một sở thích mang năng lượng nữ tính đấy. Và một cái chướng ngại vật bạn cần vượt qua
Và bạn biết là vượt qua được thì kết quả nó cực kỳ đẹp nhá. Và bây giờ là tặng các bạn hai lá oracle. Đây, lời khuyên cho các bạn. Bộ này cũng đẹp thôi rồi. Nói chung hai bộ này mình hôm nay mình nhận được mình đều ưng cả. Lại còn màu mè nữa chứ. Cái màu mè là thích rồi. Cái màu mè là Thu Anh thích rồi. Hay là bài Oracle. Đây, thử xanh lá cây xem. You are awesome. Nó có thông điệp dài ngoằng đằng sau nhưng mà thôi nhá. Confidence, tự tin lên. Oh yeah. Cái thông điệp dài ngoằng đằng sau nó dài lắm các bạn ạ. Thôi, nói chung là nó dài dòng lắm. Tại để là mình lấy từ khóa thôi. Đó là mình thấy là có vẻ một số bạn đang tự ti để vượt qua cái chướng ngại vật mà mình nói ở đây. Nhưng bạn yên tâm, bài bảo bạn là tự tin lên, bạn đẹp đẽ như cái con công này này. Và cái thứ hai là bạn rất tuyệt vời. Mình tin, bài tin, Thu Anh tin rằng bạn sẽ làm được cái điều này thôi để đạt được cái kho báu mà bạn hướng tới thôi nhá. Yên tâm đi, bạn sẽ làm được. Nói chung năng lượng của các bạn tự một trong tuần này đẹp. Một năng lượng rất tích cực. Nữ tính và tích cực. Không có gì để chê cả. Vỗ tay. Mình rất thích cái năng lượng này đấy. Tuy là ở nhà và bị cách ly nhưng mà mình thấy các bạn tụi mùa vẫn cố giữ được cái suy nghĩ, cái tần số cao cho bản thân. Thì là một dấu hiệu, một dấu hiệu tốt cho thấy là bạn đang trên cái hành trình đang của tâm linh của mình, đang đi được những bước dài rồi nhá. Rồi, chắc là mình sẽ dừng trải bài các bạn tụ một tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe mình. Đừng quên tham gia game đố vui có thưởng đầu mỗi video nha. Bye bye. Xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người chọn túi đá màu xanh. Mình chỉ sợ nến lại đổ lần nữa. Ám ảnh luôn. Đây là trải bài của các bạn cho phần dự đoán tuần mới từ ngày 10 mấy nhỉ? 13 đến 19. Tại mình không nhớ hôm nay ngày mười mấy nữa. Nếu mà mình nói nhầm thì các bạn thông cảm, mình sẽ để ngày tháng đúng, ngày tháng chuẩn trên tiêu đề. Trong trải bài lần này mình sử dụng bài Lenormand chim xanh, bài Tarot cú trắng và bài thông điệp đến từ tình yêu bản thân. Đấy. Nói chung mình đặt tên cho bài của mình nên mình không quan tâm lắm về tên gốc của nó đâu. Các bạn đừng bắt lỗi mình làm gì khổ thân Thu Anh ra. Ok. À đúng rồi, đây là cái tàu. Lá bài tàu. Đây là bài mây, mình quên không nói. Và đây là bài sách. Ba lá thôi. Chứ mình cảm thấy là trước khi đưa ra một cái quyết định nào đó thì mình muốn các bạn tụ hai nghĩ cho kỹ. Nó không chỉ là quyết định đâu mà nó còn liên quan đến lời nói nữa nhá. Lời nói trước khi tóm lại là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Nhưng riêng với các bạn tụ 2 thì nên là 17 lần đi. Mình cảm thấy trong tuần này trước khi đưa ra một quyết định gì đó hoặc trước khi nói một cái thứ gì đó, bạn chú ý cho mình. Nó không chỉ không đơn cử là một cái quyết định lớn đâu, mà có thể đơn giản chỉ là cái hành vi hành động của mình thôi. Trong tuần này có thể dễ gây mất lòng người khác hoặc để người khác có ấn tượng xấu chỉ vì cái hành động bất chợt, cái lời nói bất chợt của mình. Mình cảm thấy vậy. Bây giờ mình sẽ rút cho các bạn ba lá bài Tarot cú trắng, hiệp sĩ gậy. Hình đẹp đấy nhỉ. Đây là cái cục gì ta? Ace of Cup à? Cup đúng không? Ace of Pentacles.
một xu. Một xu và bốn gậy. Đó, trước hết là vấn đề liên quan đến đến mối quan hệ xung quanh, thì các bạn chú ý cho mình về mồm miệng và hành động. Trong tuần này có thể mình hơi bốc đồng. Đấy, tránh những cái bất hòa không cần thiết. Tuy nhiên là dẹp vấn đề mối quan hệ sang một bên thì trong tuần này công việc, tình hình công việc và tài chính rất là ổn. Tuy là dịch nhưng mà tình hình tài chính và công việc của bạn lại ổn hơn bình thường, lại ổn hơn những người khác và ổn hơn nếu bạn so sánh với tình hình của tuần trước chẳng hạn. Có thể bạn tìm được một công việc mới, hoặc nếu không là bạn ở nhà và bạn kinh doanh online, thế nào cũng được. Nhưng mà trong tuần này có tin vui về công việc, và nếu mà đang mọi thứ đang tốt rồi thì nó vẫn tiếp tục tốt thôi nhá. Tài chính, công việc không có vấn đề gì. Mình cảm thấy tuần này là một tuần bước đệm của các bạn tụ hai, nghĩa là không có sự kiện lớn xảy ra. Mọi thứ đều đều. Đều đều nhưng lại theo chiều hướng tốt, chứ không phải đều đều mà xấu. Nghĩa là đều đều, đều đều đi lên chẳng hạn, kiểu đó. Giờ sẽ tặng các bạn hai lá Oracle. Thông điệp đến từ tình yêu bản thân, inner self, thì dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ? Cái tôi bên trong à? Dịch sao cho hai ta? Thôi cứ nói là tình yêu bản thân đi. Cho các bạn là cái thẻ màu hồng này. Believe, ngựa một sừng, tin vào cái gì đây ta? Và cho các bạn thẻ màu màu gì đây? Màu gì đây? Màu xanh, xanh này đi. Tuyệt vời. Với các bạn nào á mà đang đau đầu chuyện công việc và tiền bạc, sợ rằng nó không được như ý muốn, thì bạn tôi ơi, tin vào bản thân, tin vào vũ trụ đi. Bởi vì đây là khoảng thời gian để bạn vươn lên trong cuộc sống. Đây là khoảng thời gian mà bạn thoát khỏi cái đáy của biểu đồ sin. Mà mình vẫn hay nói là cuộc sống giống như biểu đồ sin hoặc biểu đồ cốt, lúc lên lúc xuống á. Thì có thể hiện tại tuần trước các bạn đang ở dưới đáy của biểu đồ, và các bạn biết là không bao giờ bạn ở dưới đáy mãi mãi. Sẽ có một lúc nào đấy bạn lên đến đỉnh. Nhưng mà, và cũng nhắc nhở luôn, khi mà bạn đang ở đỉnh thì bạn cũng đừng quên là không bao giờ bạn ở trên đỉnh mãi mãi nhá. Cuộc sống nó là như thế, các bạn phải có lên có xuống chứ, đúng không? Thì những bạn tụ hai mà đang bị dưới đáy, đặc biệt là liên quan đến chuyện là công việc, tài chính, thì tin tưởng đi. Giờ là lúc các bạn chuẩn bị đi lên rồi. Hãy đón nhận cái những cái điều tốt đẹp với một cái tâm hồn cởi mở, vui vẻ, tích cực hết mức có thể nhá. Chưa? Nói chung là các bạn tụ hai là năng lượng đang chuẩn bị tốt. Nó chưa tốt nhưng mà trong tuần này sẽ tốt nhá. Nó đang tốt dần đều, nên các bạn cứ chờ đợi thôi, kiên nhẫn chờ đợi. Ok, chắc là mình sẽ dừng trải bài các bạn tụ hai tại đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Đừng quên tham gia game đố vui có thưởng đầu mỗi video nha. Bye bye. Xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người chọn túi đá màu cam. Túi này nó sắp hỏng rồi hay sao ta? Không buộc được. Mình sẽ để túi ở đây. Ok. Trải bài này mình sử dụng 3 bộ bài. Bài Lenormand chim xanh, bài Tarot cú trắng và bài Oracle. Ngôn ngữ về thế nào nhỉ? Oracle tình yêu bản thân đi. Nói vậy cho nó đơn giản. Hay là gọi Oracle cầu vồng bây giờ. Thì cái bìa nó là cầu vồng á. Được đấy, cầu vồng nghe cho nó đơn giản hơn. Oracle cầu vồng. Mình sẽ rút 3 lá bài chim xanh. Coffin. Coffin này là gì ta? Quan tài à? Wow. Sorry các bạn, rút được lá hơi xấu. Garden. Lily. Rest is in a good position. Rồi, mình cảm thấy là trong tuần này chú ý cho mình những cái vấn đề liên quan đến vui chơi có
vui chơi nhá. Tức là làm sao vui thôi đừng vui quá. Trong tuần này có thể như là mình thế nào nhỉ? Có thể uống rượu nhiều quá xong mình ốm ra đó nhá. Mình cảm thấy có bệnh. Trong tuần này có bệnh, cẩn thận cho mình. Mình không muốn nói là bệnh COVID nhưng mà lý do là do bạn vui chơi quá đà. Đấy, ví dụ uống nhiều rượu quá mà lại uống lúc nửa đêm chẳng hạn, thế là mình bị cảm, hoặc là mình không nghe lời người lớn, mình ra ngoài mình vẫn tụ tập và thế là mình bị đưa đi cách ly, xong mình bị sau đấy nữa mình thôi mình không nói lại cái các bạn lại bảo mình mồm gở. Tại để là cứ cẩn thận, vui thôi đừng vui quá, được chưa? Cần ít hay nhiều thì trong tuần này cũng có vấn đề về sức khỏe, chỉ vì việc là mình vui 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 nhưng mà vui hơi quá. Còn gì có thể nói được trong việc vui thôi nhỉ? Hoặc là ở nhà nhiều quá, xong không chỉ làm, cứ đặt đồ ăn online trên mạng, xong đặt nhiều quá, ăn nhiều quá, lên cân chẳng hạn. Đấy, có thể là trước đây bạn đang là một người rất ít ăn, sao tự dưng bây giờ lại ăn rõ lắm, thế mình bị đau dạ dày chẳng hạn, hoặc là bị đau bụng đi tiêu chảy chẳng hạn, đó đều ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ vì có cái gì đấy nó hưởng thụ quá đà ở đây. Đấy, vấn đề sức khỏe là cái thứ nhất chú ý cho mình. Mình sẽ rút tiếp ba lá bài tarot. The World, thế giới. Nó vẫn liên quan việc vui thôi đừng vui quá. Ngoài cái việc sức khỏe ra thì mình thấy là trong tuần này rất là vui. Cái cảm xúc của tuần này rất là vui. Cảm giác như bạn đang trong một cái năng lượng nó tương đối cao. Cái nguồn năng lượng của bạn nó đang cao, nó đang phấn khích. Có thể bạn bạn đang ăn mừng. Thế nào nhỉ? Có nghĩa là cảm giác như tuần này có một cái vấn đề gì đấy đã được giải quyết xong rồi. Cãi nhau với người yêu được giải quyết xong rồi, hoặc là đang không có người yêu thì vào trại cách ly gặp người yêu, hoặc đang không có người yêu lên Tinder có người yêu. Hoặc là bạn nào vừa trại cách ly xong, bạn vừa mới được về nhà. Nói chung vừa có một cái việc gì đó được giải quyết trong tuần này, và thế là tuần sau bạn dùng để ăn mừng. Bạn dùng để ăn mừng gỡ, ăn mừng bù. Thế thế mình ăn, mình uống, mình hất cùn gì gì đó, I don't know. Và kết quả là đến cuối tuần thì mình sẽ ốm. Nói chung là cái màu sắc chủ đạo của các bạn tụ ba trong tuần này nó là hưởng thụ, ăn mừng và ốm. Hơi nhọn. Rồi để xem hai lời khuyên nào dành cho các bạn tụ ba trong vấn đề vui thôi, mỗi tội vui quá. Hôm qua mình có đọc được comment bảo là lẽ ra mình không nên nói nhiều về chuyện hất cùi này, uống bia, vì như thế nó sẽ có ảnh hưởng xấu lên các bạn, như kiểu cổ vũ các bạn làm như thế. Mình mà cổ vũ thì có sao đâu nhỉ. Mình thấy vui mà, cái gì vui thì cứ làm thôi, miễn là các bạn là không 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 hất hất cái gì quá cao đến mình. Hất cùn thì được nhưng mà đừng có hất cái gì như là hất Mai Thúy thì nguy hiểm quá. Nói chung là các bạn là những con người đến tầm 15, 16 trở đi là các bạn cũng đã biết có cái tư duy tự lập, biết bản thân phải làm gì và nên làm gì rồi nhá. Từ từ đã, chào lại. Mình sẽ rút hai lá cho các bạn tụ ba. Các bạn vui thôi đừng vui quá, cho các bạn màu cam đi. Đấy, thở sâu. Hít thở sâu. Ô, cái bài này đẹp thật đấy. Cần cute cute. Với lá màu xanh nhạt. Hãy lắng nghe và hít thở. Mình biết là cái năng lượng của các bạn trong tuần này nó đang cao, nhưng mình chỉ muốn cảnh báo nó là các bạn đang bị cao quá. Mà các bạn biết rồi đấy, lên cao hơi hơi cao quá thì càng cao càng ngã đau. Thế nên trước khi mà mình bắt tay vào việc hưởng thụ, mình
mình vui vẻ quá đà, mình phấn khích quá thì mình chậm chậm dừng lại một chút. Mình không có bảo bạn là đừng có hưởng thụ cuộc sống, nhưng hưởng thụ cũng được, nhưng mà để nó ảnh hưởng đến mức phát ốm ra thì cũng hơi tệ. Thôi thì thế này, nếu bạn nào mà chưa ốm vì hưởng thụ thì thôi ốm một lần cho biết, còn bạn nào mà đã từng ốm rồi thì biết đường mà tém tém lại. Hít một hơi thật sâu và lắng nghe cơ thể xem uống chừng này rượu đã đủ chưa, ăn từng này đã đủ chưa. Nếu bạn thấy cơ thể mình, hãy lắng nghe các dấu hiệu cơ thể có bảo bạn rằng uống ít thôi, cơ thể bảo rằng là tăng cân rồi đấy thì mình dừng lại nhá. Cơ thể bảo là thế thôi, hất cùn thế này là phê quá rồi. Nói chung là nó không chỉ dừng ở việc ăn uống, ngủ nghỉ đâu, mà có thể nó lên một số bạn nó là kiểu ở nhà nhiều quá thì chăn gối nhiều quá chẳng hạn. Đó. Nói chung nó liên quan đến sự hưởng thụ nhiều. Ở đây hưởng thụ xong dẫn đến ốm, trời ơi. Thế nhá, chắc là mình sẽ dừng trải bài các bạn tụ ba tại đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Chúc các bạn một tuần mới hưởng thụ vui vẻ, nhưng cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe bản thân. Và đừng quên thông điệp đó là hít một hơi thật sâu và lắng nghe cơ thể. Ok. Các bạn đừng quên tham gia game show đầu mỗi video nha. Bye bye. Đây là trải bài riêng của bạn Yến Phạm. Đầu tiên cảm ơn bạn đã tham gia game Tố Vui Có Thưởng và trở thành người chiến thắng. Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của mình. Mình mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn trong thời gian tới. Và đây là trải bài riêng của bạn. Trải bài riêng này thì mình nói ngắn gọn và xúc tích hơn trải bài chung, thế nên độ dài nó cũng ngắn gọn hơn. Ok. Bạn có hoa này, bó hoa này, bạn có mỏ neo này, và bạn có những vì sao. Ok. Mình cảm thấy bạn đang dự định làm một thứ gì đó, cũng tốt thôi, không vấn đề gì cả. Một cái dự định gì đó, nhưng đừng có để những cái dự định đó nó ngoài tầm với. Nghĩa là mơ mộng cũng được, nhưng đừng có biến những cái dự định đó nó bị phi thực tế nhá. Mình không có nói rằng bạn không được ước mơ lớn. Ok, bạn được ước mơ lớn, bạn được chơi lớn, thoải mái đi. Nhưng cái gì nó cũng phải xuất phát từ quan điểm thực tế. Bạn làm từng bước một cho mình. Mình không biết bạn đang dự định làm gì, nhưng mà cứ phải từng bước một cho mình. Đừng có viển vông quá. Kế hoạch nào nó cũng cần những cái chi tiết. Kế hoạch nhỏ nghĩa là kế hoạch của bạn là kế hoạch tổng thể. Trong đấy nó sẽ được cho, trong đấy bạn nên có những cái kế hoạch con. Kiểu trong năm nay thì làm gì, nửa đầu năm sau làm gì. Đấy, đấy là kế hoạch con. Trong nửa đầu năm nay thì bạn lại phân ra thành từng tháng chẳng hạn. Nó hơi cầu kỳ chi tiết, nhưng mình đang muốn bạn, mình cảm thấy bạn đang bay hơi cao trong cái dự định của bạn. Mình muốn bạn chân chạm đất một chút. Page of Pentacles, 6 ly và 5 gậy. Ok. Cái thứ hai mà mình muốn để nói với bạn trong tuần này, có thể là mình sẽ có chút mâu thuẫn, xung đột với người khác. Mà lý do là đến từ cái sự trẻ con của mình. Nói chung đây là trải bài hai chiều, hoặc là sự trẻ con của bạn, hay là sự trẻ con của người kia. Nhưng nếu mà là sự trẻ con của mình thì mình thay đổi được. Vì cái đấy, cái gì của mình là mình có toàn quyền thay đổi. Nhưng nếu nó đến từ sự trẻ con của người khác thì bạn có thể phản ứng lại bằng cách là không phản ứng gì hết, không chấp nhá. Không chấp trẻ con, nhớ điều đấy cho mình. Có hai, tóm lại có hai thứ liên quan đến công việc, dự định trong tương lai thì từ từ thôi, đừng có mơ cao quá. Cái thứ hai liên quan đến mối quan hệ thì đừng có để xích mích với ai đó vì sự trẻ con, hoặc của mình hoặc của họ. Tránh xích mích. Và lời khuyên dành cho bạn đến từ bài Oracle. Rút lá màu gì đây ta? Màu đỏ đi cho nó hừng hực lửa.
Chia sẻ món quà của bạn và màu hồng đi. Spruce up your nest. Spruce up là gì? Spruce up. Ok, dọn dẹp. Kiểu vậy. Tóm lại là có thể là trong tuần này mình có thể cãi nhau với một ai đó vì mình kiểu tính vì cái sự trẻ con của mình không muốn chia sẻ cho người ta, mình không muốn nhường nhịn người ta. Đó, thế nên bạn mới có lá bài là chia sẻ món quà của bạn đi, nhường nhịn đi. Đừng có lúc nào giữ khư khư cho mình nhá. Và cái thứ hai là trong khoảng thời gian này thì mình nên dọn dẹp lại cái ngôi nhà của mình, cái phòng của bạn trên nghĩa đen luôn đấy. Cái tổ ấm của bạn. Và nếu mà phòng của bạn đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi thì dọn dẹp cái tổ ấm bên trong cơ thể bạn nhé. Nghĩa là bạn chăm sóc lại bản thân này, bạn chăm sóc lại cái giá trị tinh thần của mình này. Bởi vì làm sao, đây là cái điều kiện tiên quyết, cái điều kiện đầu tiên trước khi mà bạn bắt đầu đến với cái hành trình, cái dự định của bạn. Bạn là cái sự khởi đầu, bạn là con số 0. Thế bây giờ cái hành trình này là cái kết quả của hành trình là con số 10 đi. Làm sao mà bạn đến được số 1 khi mà số 0 của bạn còn chưa có nhá. Tóm lại là phải để có được một sự khởi đầu tốt thì bản thân bạn phải có một cái nhà. Và bản thân bạn phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt, ăn mặc sạch sẽ, thơm tho, thì chuẩn bị quần áo đẹp để lên đường ấy, kiểu thế nhá. Ok. Chắc mình sẽ dừng trải bài của bạn Yến Phạm tại đây. Cảm ơn bạn một lần nữa đã tham gia game của mình và ủng hộ kênh của mình. Bye bye. Không đóng được.